Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ngược gió, ngược cả yêu thương của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. đến sáng tôi mệt đến nỗi không dậy được nên quyết định xin nghỉ, vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc cho tới tối mặc kệ tất cả mãi cho đến gần 6 giờ tôi mới quyết định ngồi dậy đi ra ngoài chỉ là khi nhìn thấy bóng dáng của hoài ở trong bếp tôi hơi khựng người lại con bé đến nhà tôi làm gì làm sao nó lại vào được nhà của tôi ai đã cho nó bát vô số câu hỏi chạy trong đầu tôi nhíu chặt lông mày lên tiếng hoài à em đến bao giờ thế con bé đang tất bật nấu nướng nghe thấy giọng tôi liền nói chị về rồi à hôm nay chị không đi làm ngủ ở trong phòng vậy sao em lại cứ tưởng chị đi ra ngoài cơ em làm gì đấy à dì hân có mua mấy con cua đồng bảo em mang sang nhà chị nấu riêu để tẹo anh dũng về ăn anh dũng anh ấy thích ăn món này lắm ấy chị ạ thế à sao mang sang không gọi cho chị em có gọi nhưng không liên lạc được nên là dì mới gọi cho anh dũng xin anh ấy bát của nhà nên là ừ tôi nghe hoài nói thế cũng chẳng chất vấn gì thêm nữa cả chỉ ừ một tiếng rồi bước lại phía bếp nhìn một bàn thức ăn được bày ra rồi ba cái bát tự dưng trong suy nghĩ bắt đầu cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai thật biết rằng hoài quan tâm đến dũng giống như anh em trong nhà là tốt nhưng mà bọn họ không có máu mủ ruột già thể hiện như thế này có phải là hơi quá rồi không mẹ chồng tôi cố tình thì đã đành nhưng hoài cũng không phải không có học Chẳng nhẽ con bé cũng suy nghĩ đơn giản Thấy tôi không nói gì Có lẽ Hoài tưởng tôi giận Nên vội giải thích thêm Chị cũng là lỗi của em Em gọi cho chị không được Sợ chị không có nhà Nên em cứ vậy vào luôn Em xin lỗi chị Ừ không sao thế nấu xong chưa Em nấu xong cả rồi Bây giờ chỉ đợi anh Dũng về là ăn thôi Chị cảm ơn nhé Dạ vâng Hoài mỉm cười Con bé nghe lời và biết điều cực kỳ nên phút chốc tôi cũng gạt hết những suy tư kia ra khỏi đầu miệng cũng nở nụ cười đáp trả một lúc sau dũng trở về nhà anh cũng như tôi vậy thấy hoài xuất hiện thì có chút sững sờ khó hiểu tuy nhiên anh không có hỏi ngay mà đợi đến giờ ăn cơm mới nói lần sau mẹ có cho cái gì mang sang gửi ở phòng bảo vệ là được không cần lên tận nhà làm gì em đây là nhà của chúng tôi Vợ chồng tôi muốn có không gian riêng Với cả tôi cũng không thích Có người lạ xuất hiện ở nhà của mình Tự ý vào nhà của mình Dạ em biết rồi Ừ ăn xong rồi thì để tôi gọi xe đưa em về Họ đến sảnh đón luôn Dạ thôi không cần đâu Em gọi bạn em đến đón là được Ừ Hoài bị Dũng nói thẳng vậy Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe ừng ực nước Chỉ cần chớp một cái là kiểu gì Cũng chảy dài đầy mặt con bé chào vợ chồng tôi xong liền chạy ù ra ngoài biểu cảm tổn thương vô cùng nhìn vào xót xa lắm tuy vậy tôi cũng không có đuổi theo vì tôi cảm thấy lời chồng tôi tuy nặng nhưng đúng thật thôi thì mong sao sau việc lần này con bé sẽ biết giữ ý tứ hơn vậy hoài đi rồi dũng cũng đứng dậy anh bảo tôi đem đổ hết đi sao lại đổ cơm ngon như thế này cơ mà anh không ăn à không thế tôi ăn vào thay quần áo đi ra ngoài ăn tôi đợi em anh tôi định nói thêm nữa nhưng dũng quay người vào phòng rồi nên bao nhiêu lời đành phải nuốt hết xuống cổ họng sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng cách nhà một khoảng dũng chọn mấy món đắt tiền gọi luôn cả nước lúc ấy tôi bực bội lắm vì ít ra anh rủ tôi đi ăn thì cũng nên hỏi tôi xem tôi muốn cái gì chứ sao lại bắt tôi ăn theo anh chỉ là không ngờ khi nhân viên mang đồ ra tôi lại phát hiện tất cả đều là những món tôi thích nâng đôi mắt lên tôi nhìn dũng đầy nghi hoặc thế nhưng anh lại hử lạnh cáu kỉnh với tôi nhìn cái gì còn không ăn đi sao anh biết tôi thích ăn cái này mà gọi tôi gọi theo sở thích của tôi chứ không gọi theo sở thích của em vậy tôi với anh cùng chung sở thích à em càng ngày càng lắm mồm rồi đấy đến đây để ăn chứ không phải là để ngắm để nhìn Ừ. Tôi gật đầu, bụng cũng đói meo nên không thèm nói chuyện với anh nữa, cúi đầu ăn ngon lành. Đến khi xong, thấy Dũng đang nhàn nhã lướt điện thoại, tôi mới tiếp tục nói. Hôm nọ tôi mới vừa đi thăm bố tôi, ông ấy bảo anh mang trong ấy nhiều đồ. Ừ. Sao anh lại làm thế, anh ghét bố tôi lắm mà, chính anh đẩy bố tôi vào tù, bây giờ lại còn tỏ ra quan tâm ông ấy, để ông ấy nghĩ anh là người tốt đó không phải là điều em muốn à em bảo muốn tôi để ông ấy yên ổn còn gì tôi thực hiện như thế vẫn chưa vừa lòng em tôi không phải ý đó ông ấy nhờ tôi kèm cặp em cho tốt cho nên là em cũng chịu khó mà rèn luyện bản thân đừng làm tôi xấu mặt thế còn chuyện của thủy bố tôi bảo chị ta lấy chồng rồi chuyện này là do anh làm cô ta không ở đây em càng nhẹ gánh chứ sao hay là tính em thích bị người khác giày vò kiếm cớ gây sự tôi chỉ thắc mắc thôi chị ta yêu anh như thế vậy mà đùng cái đi lấy chồng làm sao lại dễ dàng như vậy được trên đời này không có gì là không thể được thay vì ngồi tò mò em động não lên mà suy nghĩ có chồng thông minh hơn người thi thoảng lại nói mình không có não nói tư duy kém đâu phải là chuyện tự hào gì ban đầu tôi nghe còn tức nhưng càng về sau bản thân quen rồi nên mặc kệ không nghe tai này đổ ra tai khác coi như điều ấy chẳng liên quan gì đến mình tiếp tục cúi đầu ngồi ly kem trước mặt tôi vừa lướt điện thoại đọc tin tức nên cũng chẳng thèm để ý xung quanh như thế nào cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói mới khựng người ngẩng đầu nhìn lên là ngân thư ký của chồng tôi ngân hôm nay rất đẹp lộng lẫy để mà nói thì cô ấy gây cho người khác cảm giác kích thích không hề nhẹ từ cái liếc mắt đến cái nhấc tay, đến nụ cười, tất cả mọi thứ thật sự mê mẩn. Tuy vậy ít ai biết được rằng, người phụ nữ này lại mê mẩn trước vẻ đẹp điềm tĩnh của chồng tôi, gục đổ trước sự bình thản của chồng tôi. Giống như bây giờ nhìn thấy anh, cô ta mỉm cười thật tươi, chào hỏi. Anh Dũng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh với Nguyệt đi ăn cùng với nhau sao? Ừ. Dũng gật đầu, tôi sợ anh lại để lộ ra mối quan hệ của chúng tôi, nên liền chống chế luôn. Tôi với sếp đi gặp đối tác, nên sếp tiện đường mời tôi ăn luôn. Thư ký Ngân đi cùng với bạn đến đây sao? Ừ, tôi đến đây cùng với mấy người bạn, bây giờ cũng đang chuẩn bị đi về. Ồ, vậy chúc cô buổi tối vui vẻ. Tôi hào sảng gật đầu, cứ tưởng Ngân sẽ đi cơ. Ai ngờ cô ấy vẫn tiếp tục đứng đó. Im lặng vài giây rồi cũng nói với chồng tôi. Em định mai mới báo cáo cho anh. Nhưng mà nay gặp anh ở đây rồi nên em cũng muốn thông báo luôn với anh. Đó là việc hợp tác với bên Đông Nam. Em cũng đã thuyết phục được bọn họ cung cấp vật liệu xây dựng cho mình rồi ạ. À. Họ bảo em sắp xếp một cuộc hẹn để anh với giám đốc bên đó gặp nhau. Tốt, nếu vậy cô cứ lên lịch đi rồi báo cáo cho tôi sau. Với cả về phía khu đô thị Thành Hưng, tiến độ đang được đẩy nhanh, tuy nhiên lại gặp chút trục trặc. Nói xem nào. Một số hộ gia đình không chịu với mức đền bù đó Nên họ không đồng ý rời đi Ừ Em nghĩ chúng ta cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa Nếu không sẽ thụt lùi Được rồi Chuyện này tôi biết rồi Có gì ngày mai cô báo cáo tiếp cho tôi Giờ về đi Dạ vâng vậy em về trước ạ à? Ngân bị chồng tôi đuổi Khuôn mặt cứng đờ lại Biểu cảm đau thương vô cùng Tôi nhìn cô ta tự dưng cảm thấy buồn cười Khóe miệng không tự chủ được Nhích lên một cái nào ngờ một màn ấy lại bị cô ta bắt được, đôi mắt trừng lên. Nhưng có lẽ vì Dũng ngồi đó nên chẳng dám làm gì tôi hết. Xoay người bước đi nhanh. Nhìn bóng cô ta đi khuất, tôi quay sang chồng mỉa mai. Anh không cần phải diễn trò tuyệt tình trước mặt của tôi. Coi tôi như không khí là được rồi. Đi ăn ủi người đẹp đi, không người ta lại khóc đấy. Ăn xong chưa? Tôi à, xong rồi. Thế thì đứng dậy đi về, còn muốn lại nhảy đến bao giờ? tôi chỉ thật lòng khuyên anh thôi anh có với tôi cái gì tôi không dạy dỗ lại em thì em lại coi thường lời tôi không ra cái gì đúng không anh không cần thì thôi tôi chẳng quan tâm đến dũng nữa nên suốt cả quãng đường cũng chẳng thèm đả động một câu về đến nhà tôi định bụng đi ngủ để mai đi làm thì bất chợt cánh tay lại bị dũng kéo lấy ghi sát lên cánh cửa phòng không nói không rằng hôn xuống thật mạnh nụ hôn của anh cuồng dã mang theo lực một tay khóa chặt hai tay tôi, ép lên đỉnh đầu, chân kẹp chặt không cho tôi cựa quậy, tay còn lại luồn vào váy, để lại trên da thịt tôi rất nhiều những dấu vết đỏ ửng. Tôi khó khăn lắm mới thoát được khỏi nụ hôn của Dũng, đôi môi đau rát quát anh. Anh lên cơn gì đấy, bỏ ra để cho tôi ngủ. Tôi đang làm tròn bổn phận của mình. Anh em cũng nên làm tròn bổn phận của em đi. Tôi tức điên người nhưng lại bị dũng lần nữa phủ kín đôi môi quần áo dần dần trút xuống khi tất cả đã không còn vướng víu động tác của anh hơi hung bạo nâng chân tôi gác lên khuỷu tay mình rồi cứ thế xông thẳng vào cảm giác chướng đến khó tả tôi cố cắn răng để mình không phát ra tiếng nào quay đầu nhìn sang chỗ khác tôi bị thúc đến nỗi hồn vía cháy rụi cả người không còn lực miệng khô khốc dũng vừa luân động vừa hỏi quay lại nhìn tôi có thích không? Anh vô sỉ nó vừa thôi. Tôi đang hỏi em đấy, đã thỏa mãn chưa? Hay vẫn muốn hơn nữa? Tôi không trả lời Dũng, nhưng bản năng lại phản bội lại chính mình. Cơ thể tôi siết chặt, rồi trong nháy mắt, cùng nhau vượt núi sông lạc đến cõi thiên thai. Kích tỉnh qua đi, anh nằm sấp trên người tôi. Mãi cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, thì mới rút khỏi người tôi. Mà tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, nằm rũ rượi trên giường, lồng ngực phập phồng lên xuống. Đêm hôm ấy Dũng ngủ lại phòng tôi. Tôi rủ tức nhưng biết mình có đuổi anh cũng không về. Nên đành mặc kệ, kéo chăn chùm lấy người. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cùng nhau ăn sáng anh bảo với tôi. Em lấy một chiếc ô tô mà đi. Đi xe máy bụi bẩn lại mưa nắng. Bất tiện lắm. Dù sao nhà cũng còn thừa mấy cái. Xe nhà anh toàn xe sang anh muốn tôi đi để cho mọi người bàn tán về tôi thêm nữa à thấy tôi chưa đủ rắc rối nếu em ngại thì mua lấy một cái tầm trung để mà đi không cần tôi đi xe máy cũng được ừ dũng gật đầu ăn xong anh đi đến công ty trước tôi theo sau lúc vào đến phòng mọi người lại bắt đầu tụ tập lại buôn dưa lê đủ thứ trên trời dưới đất liễu là người biết nhiều nhất cô ấy nói hôm nay bà ngân lại ăn phải thuốc súng rồi mặt nặng như chỉ đảm bảo sắp có sóng gió xảy ra. Cái bà này thì bao giờ chẳng thế. Từ ngày công ty có chị Nguyệt với Hoài vào làm, bà ấy như kiểu ngồi trên đống lửa, trau chuốt hơn, nhưng mà nói cho cùng vẫn không bằng mỹ nữ phòng chúng mình. Ừ, kể ra mà phải người tốt tính, thì làm việc nó được vui vẻ hơn. Đây vớ phải ngay cái bà mưu mô xảo quyệt, đi làm mà cứ nơm nớp lo sợ, đùng một cái tiếng xấu rơi xuống đầu mình biết làm sao giờ, nhà người ta có cơ cấu mà, thấp cổ bé họng thì phải chịu." Thủy thở dài, con bé than vãn mấy hồi xong quay sang bảo tôi, "Chị cố lên nhé, em tin là cái bà Nguyệt ấy không làm gì được chị đâu, đừng nghĩ ngợi." "Tôi đâu có nghĩ, toàn mọi người lo bóng gió ấy." "Nhưng mấy rắc rối của chị gần đây đều do mụ ta mà ra thật mà." "Ừ, yên tâm là cô ta không hại tôi được đâu, đừng có lo." Tôi an ủi đồng nghiệp xong rồi tiếp tục cúi đầu làm. Đến buổi đột nhiên chị Linh bảo với tôi. Nguyệt này, hôm nay sếp có buổi đi khảo sát ở dự án đô thị Thành Hưng. Em đi theo sếp giúp chị nhé. Chị bận gì sao? Ừ, chị hơi bận nên là không đi được. Có mình em với sếp thôi à? Chắc là vậy thế nhé, giúp chị nha. Vâng. Gật đầu với chị Linh, tôi trở về bàn làm việc cầm túi sách. Rồi đi xuống dưới sảnh nơi xe đang đợi nhìn thấy tôi dũng cũng chẳng hỏi tôi thì nghĩ mình nên cho anh một lời giải thích vì vậy liền nói tôi đi thay chị linh chị ấy bận ừ dũng chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu trong ipad đến khu dự án chúng tôi được ban quản lý đưa đi xem quá trình làm việc của mọi người vòng qua vòng lại đến quá trưa mới nghỉ đi ăn cơm trong lúc mọi người giải lao tôi lững thững đi bộ ra phía đầu đường mua lấy mấy chai nước. Bác chủ quán là người ở đây. Lúc lấy cho tôi hộp kem và nước, bác ấy bảo. Chỗ này sắp giải tỏa để xây thành khu đô thị mới rồi. Chúng tôi không thể bán ở đây được nữa. Phải tìm chỗ khác thôi. Vậy à? Vậy bác có nhà ở trong dự án này không vậy? Bác chủ quán gật đầu, tay phe phẩy chiếc quạt được đan bằng những sợi chai lát mỏng. Có. Tiền đền bù phía công ty kia trả thỏa đáng lắm, nhưng vẫn có một số gia đình cứng đầu không chịu đi. Thành ra phía những người đồng ý như tôi cũng gặp khó khăn theo. Vậy bác có biết lý do tại sao họ như vậy không ạ? Khu này cũng chỉ là một khu nhà dân bình thường. Nếu để mà nói bán đi, có khi còn chưa được bằng nửa giá của tiền kia đâu ạ." Tôi hơi nghiêng đầu hỏi dò, bà chủ quán tính cách thì lại thật thà, chẳng nghi ngờ điều gì cả, thở dài kể. "Ban đầu cũng đồng ý rồi, thế nhưng hôm sau chẳng hiểu sao họ hàng nhạc cái ông sầm lại đi nói với mọi người là cái mảnh đất này là mảnh đất vàng phía công ty xây dựng lên thành khu đô thị bán toàn vài tỷ một căn là rẻ nhất nên họ muốn đòi thêm nếu không được thì họ không chuyển đi vậy họ không sợ phía công ty sẽ không đền bù nữa sao ý của cháu là công ty sẽ không mua của những gia đình không chấp nhận hợp tác không cái này ông nói không sợ vì phía sau ông ta có người dám khẳng định là bên công ty sẽ mua mà Họ bảo phải liên tục gây sức ép Một người không được thì 10 người 10 người không được thì 100 người Tất cả đều rủ nhau Thì chỉ mất thêm thời gian một tí thôi Nhưng tiền sẽ hơn lên được Bác chủ quán phàn nàn Nói một đoạn rồi bác ấy dừng lại Mắt nhìn về phía những căn nhà Đã được cư dân dọn đi hết Thở dài cất giọng nói Chúng tôi cũng đã khuyên bọn họ Đền bù như vậy là thỏa đáng rồi Đừng cố làm dùm beng lên Để rồi mọi thứ trở nên tồi tệ Thế nhưng mà bọn họ không nghe Nhất quyết nói Mỗi mét phải lên 50 triệu Không thì sẽ không rời đi Dạ chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi Bác đừng sốt ruột quá Khẽ mấp máy môi An ủi bác chủ quán Tôi mỉm cười với bác ấy Một nụ cười thật nhẹ Thật ra chuyện bị làm khó như thế này Chẳng phải là lần đầu tiên Đối với các công ty xây dựng Bàn về kinh nghiệm dũng có thừa Chẳng qua tôi vẫn không hiểu được ý của anh cứ im lặng như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ anh không định dùng biện pháp hòa giải nữa, mà cứng rắn không muốn mua lại những khu ấy. Một hai quyết định sẽ gai gắt với bọn họ. Nghĩ đến chuyện đó tôi càng khó hiểu, bước chân đi về càng chậm chạp hơn. Bất chợt không hiểu từ đâu, có một bà cụ đầu tóc rũ rượi chạy lao đến ngã vào người tôi, sau đấy gào thét inh ỏi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai biết nguyên nhân vì sao, Họ chỉ biết người lăn lê dưới đường ôm chân tôi khóc vật vã, thì kéo nhau lại xem. 10 người, hai mươi người, rồi dần dần số đông đến năm mươi người. Cụ bà cũng lên tiếng. Lũ tư bản các người, đền bù không thỏa đáng thì chúng tôi không đồng ý, không bán. Sao mấy người lại có thể ác đến mức, chặn hết đường sống của con cháu nhà tôi hả? Tôi nghe không hiểu gì, cúi nhìn bái hỏi. Cụ à, chuyện này có chút gì đó hiểu lầm đúng không ạ? Hiểu lầm gì mà hiểu lầm Còn muốn chối à Cụ à Chuyện như nào cụ phải nói rõ ra Thì chúng tôi mới biết được chứ Cụ gào thét như vậy không đầu không đuôi Không ai biết chuyện gì xảy ra cả Không tôi không tin lũ tư bản các cô Một lũ dối trá Ăn trên xương máu của người khác Còn già mồ mà tao đánh chết mày Cụ bà đột nhiên trở nên nổi điên Lồm cồm bỏ từ dưới đất đứng dậy nhào lại phía tôi Mười đầu ngón tay túng lấy tay tôi cảo mạnh móng tay rất sắc. Trong vài giây ngắn ngủi, da thì tôi bị cào rách toạc, máu đỏ rơm rớm xuất hiện lấm tấm từng tầng. Tôi đau đến nhăn mặt mày, kêu cũng chẳng dám. Vì lúc này bỗng nhiên có mấy người đàn ông hùng hổ lao đến xô chúng tôi, vừa xô vừa chửi. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, trên người thì đau nhức mấy người kia vẫn không buông tha. Một người nói lớn, nó là cái người thân thiết với tên giám đốc đấy chính nó cũng là người đưa ra cái giá đền bù này đánh nó tên đó nói xong má phải tôi đột ngột phải hứng chịu cái tát này lửa khóe môi hơi dỉ máu quanh khoang miệng bây giờ sực lên một mùi tanh nồng chưa dừng lại ở đó tôi bị bọn họ xô đẩy ngã về phía sau tay mài xuống đường xước một mảng lớn đau lắm tôi nhăn mày nhìn máu rớm đỏ hốc mắt đỏ ửng rồi bỗng nhiên dũng với những người khác chạy đến anh nhìn vết thương của tôi đôi mắt tối lại quay sang những người dân vừa gây loạn kia vẻ mặt lại như tiền tuy nhiên anh không đôi có với họ mà bảo với ban quản lý cậu gọi công an xuống đây nói với họ ở đây có vụ hành hung cố ý gây thương tích vâng nói xong dũng đỡ tôi dậy anh bảo với tôi cố chịu một chút rồi tôi đưa em đi bệnh viện tôi gật đầu anh lại quay sang những người kia lạnh giọng phía bên công ty đã đưa ra mức thỏa đáng, nhưng các vị không chịu thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan tỉnh cưỡng chế thu hồi. Còn nữa, việc các người hành hung nhân viên của tôi, ai làm thì người đó chịu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, nên đừng mong sẽ có sự thương lượng ở đây. Ban đầu mấy người kia cứ tưởng là biểu tình thì có thể gây khó khăn cho Dũng, với cả có lẽ họ nghĩ anh không có bản lĩnh nên không sợ. Có điều bây giờ, nhìn thấy anh một màn cứng rắn lạnh lùng, Ai nấy cũng đều nhụt chí hẳn xuống Chẳng dám to mồm như lúc nãy với tôi nữa Lát sau công an đến Họ triệu tập hết những người có liên quan về trụ sở Tôi được ưu tiên đưa đến trạm xá xử lý vết thương Cô y tá nhìn tôi đau lòng chẹp chẹp miệng Khổ thân Đám người kia thật sự quá đáng Người ta là phụ nữ chân yếu tay mềm Có sức khỏe gì nhiều đâu Mà lại hội đồng như thế này cơ chứ Nhìn xem tay xước sát cổ cũng thế đau lắm đấy. Tôi không sao, chắc là mấy ngày là khỏi thôi. Nhưng mà phải kiêng nghĩ không là có sẹo đấy. Cô xinh đẹp như thế này mà có sẹo thì buồn lắm. Tôi sẽ chú ý cảm ơn chị. Chị y tá gật đầu, vừa giúp tôi sát trùng vừa tiếp tục hỏi. Người đàn ông kia là chồng của cô ấy à? Ai cơ? Cái người đưa cô đến đây này. Anh ta ấy à? Không, là sếp của tôi thôi. Sếp á? À? Sếp nào mà quan tâm nhân viên một cách quá mức như vậy thế? Nhìn không phải đâu. Thế như thế nào thì mới phải? Cũng không biết, có điều anh ta đối với cô chắc chắn không phải là bình thường. Đàn ông ấy mà, họ yêu vào là họ thay đổi hẳn. Tuy không nói nhiều nhưng từ hành động nhỏ nhất của đối phương cũng không bao giờ bỏ lỡ. Chị là chuyên gia tình yêu à? Không tin sao? Không tin thì cô cứ thử để ý kỹ hơn mà xem. Nghe chị y tá nói như vậy tôi cũng chỉ cười trừ không đáp lời nữa con người của Dũng như thế nào tôi hiểu rõ nhất. Anh đối với nhà tôi và tôi căm hận không hết. Làm gì có chuyện anh yêu tôi, có tình cảm với tôi. Giữ tôi lại là để anh dễ bề hành hạ, làm nhục mà thôi. Anh muốn tôi quỳ xuống chân anh, cầu xin anh. Coi anh là bậc đế vương, khép nép quỵ lụy ấy. Sau một tiếng băng bó xong xuôi, tôi với Dũng cũng cùng nhau trở về Hà Nội khi cùng nhau ngồi vào xe, anh liếc nhìn cánh tay của tôi, lạnh nhạt hỏi: có cần đi đến bệnh viện không? Không cần, y tá ở đây họ làm việc cẩn thận rồi, cũng sát trùng cũng băng bó, về chỉ cần hạn chế chạm vào nước thôi. Ừ, thế đám người kia sao rồi? Có pháp luật xử lý đúng người đúng tội, em không cần phải lo, mà em rút cuộc con não không thế? Biết bà cụ đó gây sự với mình rồi, em còn không biết đường mà chạy đi lại còn đứng đấy đôi co. Tôi không nghĩ là họ sẽ lên kế hoạch như vậy. Cứ tưởng là bà ấy phận bút bình thường thôi. Thế nên mới bị người ta đánh cho bầm dập đấy. Em nên nhớ không phải ai già cũng là tốt. Càng già càng cay đấy. Họ lợi dụng người già để chúng ta không làm sao được. Đẩy nhẹ một cái cũng thành có chuyện. Cho nên cái não phải tỉnh vào. Tôi biết rồi. Mấy ngày tới em nghỉ đi. Chờ khỏi thì hãy đi làm. Cảm ơn anh. Tôi gật đầu với Dũng cũng không có đôi co thêm. Bởi vì ngẫm nghĩ thì dù sao hôm nay anh cũng cứu tôi khỏi đám người kia. Nên tốt nhất là tôi nhịn xuống để cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút cũng được. Những ngày sau đó tôi chỉ có ăn với nằm, quanh ra quanh vào không làm cái gì cả. Bữa trưa và bữa tối cũng đều về nhà nấu. Ban đầu tôi còn tưởng anh tiện đường, nhưng khi sang đến ngày thứ ba, thấy anh vẫn như vậy tôi không khỏi thắc mắc sao anh không ở lại công ty về làm gì không sao tôi có thể tự nấu cơm được chứ có què quạt gì đâu giả sử không nấu được thì tôi cũng sẽ gọi cơm ở quán mấy nay có việc đi qua nhà nên tiện sẽ về nhà luôn em nghĩ tôi quan tâm em nên về mơ tưởng đang có một tí cảm động anh lại bày ra cái vẻ mặt khinh khỉnh ném tôi rơi từ trên cao xuống khiến tôi không khỏi nghẹn họng tôi siết chặt đôi đũa trong tay Mắt Trừng Trừng người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nói một câu nhẹ nhàng thì chết à? Sao cứ phải nói như đấm vào mặt tôi thế? Nói để cho em tỉnh ra, biết tư duy và suy nghĩ hơn. 28 tuổi sống ở cái xã hội này mà ngu ngơ thì làm sao được việc lớn. Anh định đào tạo tôi thành kẻ vô tình máu lạnh không từ thủ đoạn giống như anh với nhân tình của anh à? Xin lỗi nhé, tôi không làm được. Em chỉ cần giống bố em là được, không cần phải giống tôi. Anh vết thương em đỡ hơn chưa còn đau không? Rồi, ngày mai tôi đi làm. Ở nhà nhiều, chán đến mức không chịu nổi. Ừ, tôi cũng đăng ký khóa học MBA cho em rồi đấy. Học buổi tối, từ 6 đến 9 giờ, tuần học 4 buổi. Em tự sắp xếp thời gian mà học. Tôi không nghĩ tiến độ của Dũng lại nhanh như vậy nên hỏi tiếp. Đã xong rồi à? Ừ, chịu khó học đừng có lười biếng. Nếu nhỡ tôi trượt thì sao? thì học tiếp Học đến khi nào được thì thôi Còn vô dụng quá thì từ bỏ luôn Cái ý định muốn lấy lại hạ hoàng đi Tôi chỉ hỏi anh như thế Chứ tôi đương nhiên sẽ học được Chỉ là cái bằng MBA thôi Làm sao khó được tôi Mạnh mồm Thay vì nói Thì khi cầm được nó trên tay hãy khoe khoang ra mặt với tôi Dũng nhách môi, dường như đối với anh. Không mỉa mai tôi thì anh không vui được hay sao ấy. Tôi tức lắm, vì thế tôi càng tự dặn lòng mình rằng nhất định phải học thật tốt, thật tốt. Sau đó cầm cây bằng về ném vào mặt anh, hét vào anh là đừng có coi thường tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn làm cho anh tay trắng. Cầu xin tôi, quỳ xuống dưới chân của tôi. Nùng nấu ý chí trả thù những ngày hôm sau. Tôi ban ngày thì đi làm, tối thì lại tranh thủ đi học MBA. Thời gian gần như là bận túi bụi, chẳng đi chơi ở đâu được nữa. Có mấy lần Châu gọi đến hẹn đi ăn đi ba nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Xong tắt máy là lại lao đầu vào những con số, những bài luận. Chớp nhoáng hơn một tháng cũng trôi qua. Sau khi sắp xếp được thời gian tôi cũng đồng ý đi đến quán ba quen thuộc gặp Châu. Cô ấy gọi cho tôi một ly rượu mắt lướt nhìn tôi một vòng không vui. Sau này tình cảm của tôi với cậu đi xuống rồi đấy. Chắc là chán cái đứa bạn nghèo nàn này rồi đúng không? Hẹn nhau mà khó như đi lên trời thế Không phải Đợt này bận thật đấy Bận gì Công việc rồi đi học nữa Anh ta đăng ký cho mình học khóa học MBA Học MBA Anh ta đăng ký cho cậu Tức là đang bắt đầu rèn luyện cậu trên con đường làm lãnh đạo rồi à Anh ta chê mình dốt Nên bắt mình đi học Tôi bĩu môi thản nhiên đáp Châu cười lớn Ừ đúng là dốt thật Chứ khôn thì không ai như cậu đâu Chịu đựng bao nhiêu thứ oái âm Nhà đó gieo rác cho mà vẫn quyết tâm ở lại. Rồi rồi, thế cậu thì sao? Công việc gần đây thế nào? Ổn không? Ổn. Sắp tới được đề bạt lên trưởng phòng rồi. Cũng coi như là một kỳ tích. Tốt như thế thì càng phải ăn mừng thôi. Nào uống, nay mình mời cậu. Mạnh mồm, say quá rồi chồng cậu lại lèm bèm đấy. Uống vừa thôi. Kệ anh ta. Tại thời điểm này tôi chỉ muốn buông lỏng bản thân của mình hòa vào điệu nhạc cái gì mà chồng cái gì mà mưu mô tất cả đều ném hết ra sọt rác bởi vì càng nghĩ thì chỉ càng làm cho bản thân trở nên mệt mỏi rồi thành ra cứ lạc mãi trong cái vòng luẩn quẩn không thể nào nhấc mình ra khỏi mà thôi thế rồi tôi với châu ngồi uống cùng với nhau quên trời quên đất đột nhiên tôi láng máng nghe thấy quản lý đang cần tìm người hát mở màn vì ca sĩ của bọn họ đến trễ không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi hào phóng bảo với lễ tân. Cậu gọi quản lý ra đây, bảo với anh ta, tôi biết hát, để tôi hát cho, không cần thủ lao. Quản lý quán ba là một người thanh niên khá trẻ tuổi, lúc cậu ta nhìn tôi cũng không có hỏi tôi là biết hay không, chỉ nhìn rồi gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế tôi tiện tay rút một bông hoa hồng trong lọ trên quầy ba, ngậm vào miệng rồi bước lên sân khấu. Ngày trước ở bên Mỹ tôi cũng có biết chút về thanh nhạc, nên mấy bài hát tiếng Anh không làm khó được tôi, thêm nữa là tâm trạng không vui nên tôi càng hăng say hơn, hát điên cuồng trong tiếng nhạc DJ sập sình, cả người lâng lâng. Bên dưới mọi người hò reo cũng không kém, thậm chí có người quá kích còn hét lên với tôi những lời tán tỉnh lộ liễu. Tôi chẳng quan tâm đến điều ấy, vẫn chỉ mình trong giai điệu cho đến khi mắt nhìn thấy Dũng đi với người đàn ông là chủ của quán bar cổ họng trong nháy mắt liền nghẹn lại á khẩu. Không thấy tôi hát, mọi người bắt đầu lên tiếng bất mãn dục tôi liên hồi. Mà tôi, đôi chân bây giờ như bị đổ keo dính chặt dưới sàn vậy. Không thể chạy trốn, không nhúc nhích. Cả người đứng bất động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn đang đi lại gần. Ở dưới đôi mắt của Dũng lạnh lẽo, bên trong mang theo cơn sóng ngầm dữ dội. Giọng nói cũng đầy phẫn nộ, hướng đến tôi cảnh cáo. Em giỏi lắm, rất giỏi. Tôi bị Dũng kéo mạnh đi ra ngoài, xong không thương tiếc ném vào trong xe, hùng hổ lái xe rời đi. Vẻ mặt của anh bây giờ thật sự dọa người. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, không lớn tiếng ngang bướng, nhưng cũng không có chịu khuất phục. Anh làm sao đấy? Tôi vẫn còn bạn của tôi ở đó. Cho tôi xuống xe. Bạn, bạn của em kiểu gì đấy? Em giao du với cái kiểu bạn, xúi dục bỏ chồng, Xúi dục đi ba uống rượu Làm xăng làm bậy Bạn em tốt quá nhỉ Anh có thể mỉa mai tôi Nhưng tôi không cho phép anh mỉa mai bạn của tôi Trịnh Thế Dũng Tôi nói cho anh biết Anh đừng tưởng anh có tiền là ngon Là muốn khinh thường ai cũng được Trả đạp ai cũng được Những người bạn như thế Tốt nhất em không nên giao du Anh thì biết cái gì về bạn tôi Mà đánh giá Ba năm trước Nếu không có cô ấy tôi đã chết rồi Ba năm trước Khi cả thế giới quay lưng với tôi thì chỉ có mình cô ấy sang rộng vòng tay cưu mang tôi. Chúng tôi tuy nghèo, không giàu có như anh, nhưng có tình người. Đừng nói là cô ấy xúi tôi bỏ anh, đến bản thân tôi, cũng muốn bỏ anh từ lâu lắm rồi. Nhà anh chèn ép tôi, anh chèn ép tôi, chưa kể còn công khai ngoại tình, anh tưởng tôi là con ngu à? Có rượu trong người, xong lại nghe thấy Dũng mỉa mai về châu, tôi không chịu được hét lớn vào mặt anh. Cuộc đời này của tôi, còn cái gì nữa đâu để mà mất còn cái gì để mà người khác trân trọng còn cái gì mà lưu luyến tôi có thể không quan tâm đến mình nhưng với châu tôi không muốn cô ấy vì tôi mà liên lụy bất cứ cái gì cả anh cho tôi xuống không thấy dũng nói gì tôi càng điên hơn dứt khoát hướng đến anh lạnh giọng chỉ là chồng tôi vẫn mặc kệ tôi không đáp ứng lô điện thoại ra nhắn một tin vài giây rồi mới nói tôi nhờ người đưa bạn em về em không phải lo sao không lo đó là bạn thân của tôi, cô ấy một thân một mình, nhỡ xảy ra cái gì thì sao? Tôi nhờ bạn của tôi đưa rồi. Bạn của anh, bạn của anh thì tôi càng không thể tin được. Bạn anh chắc cũng giống anh, đều là những người không xa gì. Em nói lại thử lần nữa xem, em có tin tôi bóp chết em ở đây không hả? Anh anh gọi cho bạn của anh để tôi nói chuyện với anh ta. Em lo cho thân mình trước đi, đừng có lo bao đồng cho người khác. Tôi nói bạn em không sao là bạn em không sao. Em không cần lại nhải. Tốt nhất là như lời anh nói, để tôi biết bạn tôi xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tôi. Tôi lẩm bẩm cảnh cáo Dũng, nhưng mà lần này ngữ điệu rất nhỏ, cũng chẳng biết là anh có nghe thấy không, mà kể cả anh có nghe thấy đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng sợ. Có lẽ đúng như anh nói, tôi càng ngày càng không coi anh ra cái gì. Trèo lên tận đầu anh ngồi rồi. Khẽ thở dài, tôi không nói gì nữa đầu tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hà Nội về đêm đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu sao. Càng lúc tôi càng cảm thấy, nơi này đối với tôi xa lạ đến như vậy. Có lẽ vì nó toàn mang đến cho tôi những niềm đau, mang đến cho tôi những tuổi hờn chăng. Nên tôi bắt đầu có những suy nghĩ muốn chạy trốn. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng tệ hơn. Lúc đi qua khu vực Hồ Tây, đột nhiên tôi lại nhìn Dũng rồi bảo anh. Ra phố đi bộ đi Lâu rồi tôi không đi lại Muốn đi à? Sai như vậy còn muốn đi Ai bảo tôi sai Tôi vẫn còn rất tỉnh đấy Anh đừng có khinh thường tôi như thế Ừ Anh chẳng nói đồng ý Nhưng vẫn đáp ứng tôi Sẽ về con đường đi ra hồ gươm Gửi xe rồi cùng với tôi đi vào phố Bây giờ là 11 giờ Tuy nhiên phố vẫn còn đông người lắm Dũng đi bên cạnh tôi Có lẽ vì ngoại hình anh đẹp lại thêm vẻ mặt lạnh lùng nên chẳng quá khó khăn cũng thu hút được rất nhiều cái nhìn của người đi đường. Tuy nhiên chồng tôi mà, trời sinh bản tính tự cao, chẳng để ai vào mắt. Dù trời có sập, anh cũng không bận tâm, nên mấy cái việc còn con này đối với anh chẳng là cái gì cả. Bọn tôi vẫn lặng lẽ đi bên nhau, đi dưới ánh điện sáng rực, hòa trong đó là tiếng nhạc vang lên đầy sôi động. Lâu lâu được đi như vậy tôi vui lắm, mà nhìn sang bên cạnh thấy cái vẻ mặt như đòi nợ của Dũng. Cảm xúc lại tụt hẳn, nghiến răng. Này, anh đi chơi chứ có phải đi đòi nợ đâu. Mà mặt anh lại như tiền thế, chẳng có tí thoải mái nào. Thế theo em, bây giờ tôi phải như thế nào, phải cười với em à? Tôi chẳng cần, tôi chỉ cần anh bình thường thôi. Mà anh bình thường không được thì anh ra xe ngồi đợi tôi đi, hoặc anh về trước, tôi tự đi một mình được. Đuổi chồng để gọi người yêu cũ đến đi cùng, Em đừng tưởng tôi không biết đầu óc em nghĩ cái gì Mẹ kiếp Anh làm như ai cũng đốn mặt giống anh vậy Suy bụng ta ra bụng người Lâm Thanh Nguyệt Em càng ngày càng láo đấy Có học mà lúc nào cũng chửi bậy Em quen mồm rồi à Ừ thì tôi bắt kịp xu hướng thôi Anh nổi điên lên làm gì Bảo đi không hay ho gì đâu Càng ngày Dũng càng bắt đầu đi sâu hơn vào cuộc sống của tôi, phàn nàn nhiều hơn, khát khe nhiều hơn, khác hẳn với điều kiện hợp đồng mà anh đưa ra. Có những lúc tôi thật sự không thể hiểu con người của anh, có mấy nhân cách, và nhân cách nào mới là nhân cách thật của anh nữa. Cứ thế tôi với anh cùng nhau bước đi, ngắm nhìn dòng người vui nhộn. Lúc đi qua khu vực nhảy đường phố, tôi hào hứng đứng lại nhìn. Dũng thì dường như khá bất kiên nhẫn, nhưng anh cũng chẳng thèm cằn nhằn. Mặc kệ tôi, muốn như thế nào thì thế. Bất chợt dòng người sâu đẩy, Tôi vì đứng đầu suýt chút nữa thì bị ngã chúi xuống. Cũng may là có chồng tôi đưa tay ra kéo lại. Thành ra cả người liền đổ vào lồng ngực của anh. Phải nói như thế nào nhỉ? Chung sống với nhau hai năm. Dũng với tôi quan hệ không phải ít lần. Có điều tất cả đều vì trách nhiệm. Thêm nữa anh nói với tôi. Anh cứu bố tôi như vậy. Thì tôi phải biết điều mà phục vụ lại anh. Không có tiền thì trả bằng xác thịt. Thành ra tôi chẳng muốn để tâm càng ghét anh nhiều hơn. Có điều thời gian gần đây, đặc biệt là hiện tại, tôi bắt đầu phát hiện ra người anh có mùi thơm lắm. Không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà chính là mùi lavender nhẹ nhưng rất kích thích, cuốn hút người khác. Bảo sao cái cô thư ký của anh chết mê chết mệt, chắc là cũng vì mê cái mùi này của anh rồi. Nghĩ đến điều ấy tôi càng ngẩn người ra hơn, Dũng cau mày nhìn tôi. Nhưng lần này anh không nói mỉa tôi nữa và kéo tôi lại gần anh hơn xong rồi nói. Đứng sát lại gần đây, không người ta lại xô đẩy cho. Ừ. Tôi gật đầu với Dũng, tìm một chỗ đứng thoải mái, rồi tiếp tục xem bọn họ nhảy. Tôi cũng như những người khác, gieo hò khi đến cao trào, biểu cảm chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn cả. Phía sau Dũng lại nói, cứ như là lần đầu được xem ấy, em lố bịch vừa thôi. Thì đúng là như vậy còn gì, trước kia tôi chỉ học và học, sau này sang mỹ cũng không có đi chơi đêm như thế này nên chẳng biết được thế sang mỹ em làm gì tiền học thì không phải lo chỉ ăn với chơi ai nói với anh là tôi ăn với chơi tôi cũng biết đi làm đấy anh đừng nghĩ ai cũng hư hỏng phách lối thế làm gì chạy bàn phục vụ lễ tân khách sạn thậm chí đi làm pg cho siêu thị tôi cũng đi nhìn không ra tôi đâu thướt tha như tình thân của anh Tôi bĩu môi, không thèm đôi co với Dũng nữa. Vì càng nói thì càng tức hơn. Căn bản trong đầu của anh, tôi không bao giờ tốt đẹp được dù chỉ là một phần cả. Cái gì cũng có khuyết điểm, cái gì cũng có bới móc. Cứ thế tôi với anh đi dạo cùng với nhau đến tận nửa đêm mới trở về nhà. Tắm giặt rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Dũng phải đi gặp đối tác để bàn hợp đồng. Còn tôi thì đến công ty làm việc. Tiếp tục quần quay cuộc sống như mọi ngày đến trưa tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến lần này bà vẫn còn hậm hực với tôi nhưng có lẽ là vì bắt buộc nên bà kiên nhẫn nói hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi với dượng thẳng dũng anh chị thu xếp làm gì thì làm tối về sớm để cả nhà còn ngồi ăn cùng nhau bữa cơm dạ con biết rồi con sẽ về sớm ạ cô bảo qua thẳng dũng một tiếng tôi gọi cho nó mãi mà không được vâng sau khi nói chuyện xong với mẹ chồng tôi cũng lưỡng lự suy nghĩ một lúc mới đi ra chỗ hành lang vắng vẻ lấy điện thoại gọi cho dũng mấy cuộc ban đầu không ai nhấc máy đáp lại đều là những tiếng tút tút rất dài sang đến cuộc thứ tư máy cũng kết nối chỉ có điều là người nghe không phải là chồng tôi mà là của thư ký cô ta nói với tôi alo ai vậy ạ à? ai vậy mẹ kiếp anh đến số của tôi cũng không thèm lưu anh khinh tôi đến như vậy cơ à? Còn nữa, anh làm gì mà để cho cô ta cầm điện thoại, ngang nhiên nghe máy? Hai người ở bên nhau, trong khách sạn hay một khu biệt thự nào đó? Siết chặt những ngón tay cầm điện thoại, tôi kiềm chế cảm xúc của mình nói. Tôi muốn gặp sếp. Thư ký Ngân đưa máy cho sếp giúp tôi được không? À, phó phòng Nguyệt đấy à? Đúng, là tôi. Sếp bây giờ đang tắm, chắc không nghe được đâu. Để một lát nữa, sếp tắm xong thì tôi chuyển lời lại sếp giúp chị. Đúng rồi, chúng tôi đang ở khách sạn. Con mẹ nó, lần này cô ta không thèm bóng gió với tôi nữa, mà ngả bài luôn rồi, kiểu như muốn nói thẳng vào mặt tôi rằng cô ta với Dũng đang là tình nhân, đang ở bên nhau. Tôi tốt nhất nên biết điều mà tránh đi, rời xa anh, đừng có ở bên anh nữa. Alo, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy nhé. Khoan, phiền cô bảo với sếp, tôi có việc quan trọng cần nói. Bảo với anh ấy tẹo nữa gọi lại cho tôi Nếu liên quan đến công việc Thì cô cứ trực tiếp mang lên phòng thư ký Rồi mai về tôi sẽ đưa lên sếp giúp cô Không phải công việc Là chuyện riêng Nói xong tôi bực bội tắt điện thoại Cả người nóng phừng phừng Rồi chẳng biết hoài nó xuất hiện từ lúc nào Con bé đưa cho tôi một cốc trà quất Rồi hỏi Chị làm sao đấy Ai chọc giận chị à Ừ Nói em xem nào Ai lại làm chị dâu của em tức tối thế này Để em cho nó một bài học giúp chị Gớm Cô cũng mạnh mồm quá đi Không nhìn ra đấy Thôi nào em nghe thấy hết rồi Chị còn định giấu em nữa Nghe thấy cái gì Chị gọi cho anh Dũng Xong thư ký của anh ấy nghe Ừ cô ta bảo bọn họ đang ở trong khách sạn Chị có tin không Tin anh em đi khách sạn với cô ta Chả biết được Anh ta vừa đẹp vừa giàu ai chẳng muốn em thấy chị hiền quá bình thường nếu là một người vợ không ai muốn người con gái khác gần chồng mình như vậy đâu chưa kể lại còn bị người ta khiêu khích hãm hại vẫn để yên trừ phi anh chị không hề yêu nhau thế theo cô chị phải làm như thế nào đánh ghen mình là người có học đánh ghen làm gì cho hạ thấp giá trị của mình xuống nếu vậy thì dùng cách khác chẳng phải chị là vợ sếp sao trực tiếp cho cô ta nghỉ việc đi Tôi nghe Hòa nói vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy nó hợp lý. Nhưng mà suy xét lâu hơn thì cũng không ổn lắm. Thứ nhất Ngân đã theo chồng tôi hơn 2 năm nay. Cô ta có năng lực, có quan hệ, mưu mô mánh khóe trong việc ký kết hợp đồng. Cái này không phải ai cũng có thể làm được cả. Thứ hai, một phần vì nhà con người ta có làm trong bộ máy của thành phố. Nói gì thì nói cũng là có cơ cấu, tốt nhất không nên động vào thở dài tôi vì không muốn hoài nghi ngờ tình cảm của mình với Dũng nên nói Để chiều anh ấy về chị hỏi anh ấy xem sao Xem anh ấy có biết chuyện thư ký cầm điện thoại không Ừ cứ bảo thẳng với anh ấy cũng được Để cho anh ấy chấn chỉnh lại nhân viên của mình Không phải nói cái gì cũng nói được Rồi tối nay kỷ niệm ngày cưới của Dượng Em mua đồ gì chưa Em ấy hả bình thường như mọi năm Em mua cho bố một bộ ví và thắt lưng còn gì hơn thì một cái dây chuyền Chứ ngoài ra em chẳng biết Vậy à Thế để chị Tẹo cũng đi qua nhà xem sao Thời gian gấp quá Chỉ sợ không làm họ hài lòng Nói chuyện một lúc tôi với Hoài Lại quay trở về phòng Tiếp tục làm nốt công việc còn giang dở Đến chiều tôi xin nghỉ sớm hơn 2 tiếng Đi đến hiệu vàng bạc đá quý Mà Hoài chỉ Mua lấy một bộ vòng tay bằng ngọc xanh hợp Với phong thủy của mẹ chồng Và dượng chồng Thật ra tôi cũng không mê tín Nhưng mà người già họ vẫn cẩn thận lắm Nên thôi sống đâu theo đó Miễn là giữ được hòa khí hòa bình trong nhà là được Thanh toán xong nhìn đồng hồ Tôi đang định đi về nhà chồng để phụ nấu cơm Thì đột nhiên bản thân lại nhận được điện thoại từ trại giam gọi đến Báo rằng bố tôi vì ẩu đả với người khác Đang nằm trong viện gãy xương Ngay như vậy toàn thân tôi run rẩy Luống cuống gật đầu như gà mổ thóc tức tốc gọi taxi đi về Ninh Bình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bản thân như ngồi trên đống lửa, nước mắt chảy thành dòng. Nhìn thấy lương đến nỗi tài xế cũng xót xa thay cho tôi khuyên bảo. Cô à, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng mà cô đừng gục ngã lúc này, phải mạnh mẽ lên. Tôi, ngày trước tôi đang đi lái xe thì nhận được điện thoại của bệnh viện nói vợ tôi gặp tai nạn. Mà khi ấy cô ấy còn mang bầu nữa, tôi cũng hoảng như bây giờ nên cuống quyết cả lên, mất hết lý trí. Vâng. Nhưng ông trời có mắt cô ạ, à. sống tốt nhất định trời xanh sẽ an bài. Người lái xe taxi an ủi tôi rồi tiếp quả quãng đường không nói thêm câu gì nữa. Sau hơn 2 tiếng tôi có mặt ở bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Người giám đốc trại giam của bố tôi biết tôi đến nên chạy xuống tận nơi đón tôi, vừa đi vừa nói, tạm thời bố cô đã được các bác sĩ cấp cứu băng bó cho rồi, có điều đường huyết hơi cao nên phải theo dõi. Dạ vâng, em mong cán bộ để ý đến bố giúp em nhiều hơn. Chúng tôi biết rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Mà cán bộ có thể cho em biết lý do vì sao bố em lại ổ đả với người khác không ạ? Cái này tôi cũng chưa nắm bắt được, có gì chúng tôi sẽ điều tra rồi thông báo cho cô sau nhé. Dạ vâng, vậy em nhờ vả hết ở cán bộ ạ. Được rồi, bây giờ cô vào thăm bố cô đi. Hôm nay chúng tôi chầm trước để cô được gần bố một đêm. Hai người có chuyện gì thì tâm sự, cứ tâm sự nhé. Vâng ạ. Tôi gật đầu với vị giám đốc công an ấy, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này bố của tôi đã được băng bó vai, mấy vết xước cũng thế, nhưng mà nét mặt lại mang theo đầy mệt mỏi u sầu. Tôi ngồi bên cạnh bố, nắm lấy bàn tay đang được truyền nước của ông, cả người gục xuống đầy mệt mỏi, mệt lắm, chỉ ước gì bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu, thật sâu, rồi tỉnh lại phát hiện tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ dài, giấc mơ dài mà thôi. Nước mắt lại chảy ra, tôi bắt đầu khóc, cả người run lên từng hồi, và rồi có một bàn tay dơ ra đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, thều thảo nói. Đừng khóc, con gái phải mạnh mẽ lên. Tôi ngẩng đầu thấy bố đã tỉnh, cả người khẩn trương hỏi ông. Bố tỉnh rồi, bố có sao không bố, có đau chỗ nào không ạ? À? Để con gọi bác sĩ cho bố nhé, bố không sao con đến từ bao giờ thế tối rồi còn chạy sang đây làm gì con con nghe tin bố đi viện nên là con sang bố xin lỗi bố làm con khổ rồi con không sao con có khổ gì đâu chứ bố nhìn con mà xem béo tốt trắng trẻo sao mà khổ tôi cười khì để yên lòng nào ngờ hôm nay ông chẳng như ngày thường đôi mắt vẫn nhìn tôi đau đáu ngón tay run run ôm lấy gò má của tôi nguyệt thằng dũng đối với con có tốt không nó có... có đánh con không? Bố nói gì thế? Con với anh ta thì có cái gì chứ? Bố biết hết rồi, đừng giấu bố. Con... bố biết, con vì bố mà đồng ý lấy nó. Bố cũng biết nó là con trai của Xuyên, người bạn xấu số của bố. Bố biết, biết hết rồi, tất cả mọi chuyện đều từ bố mà ra, để bây giờ con khổ như thế này. Bố tôi vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi gục ngã và yếu ớt như vậy. Kể cả khi bố tôi bị bắt, bị tuyên án, bố cũng không như bây giờ. Tôi không biết là ai nói với bố về việc tôi lấy Dũng, tôi cũng không hỏi, vì tôi biết, có hỏi bố cũng không nói đâu, nên tôi đành tát nước theo mưa. Bố đừng lo, con với anh Dũng rất tốt, bố không thấy sao, con đâu có làm sao đâu, anh ấy chăm sóc cho con lắm bố ạ. À. Nguyệt con với thằng Dũng không hề yêu nhau Con đừng dại dột vì bố Mà ràng buộc cả đời mình bên nó Con cũng đừng có suy nghĩ trả thù làm gì Bỏ hết tất cả đi con Kể cả là hạ hoàng Trả nó về người chủ thật sự của nó Bố Ngày đó bố với bố của Dũng cùng nhau ra trường Cùng nhau đi làm Cùng nhau lập nghiệp Chúng ta là bạn thân của nhau Nên cái gì cũng đối với nhau rất tốt Sau này khi công ty phát triển Những cuộc liên hoan diễn ra nhiều hơn Chúng ta vì mối quan hệ nên không thể bỏ Nhưng số phận chớ trêu Đêm hôm ấy vì uống nhiều Nên gặp tai nạn Bố của Dũng mất ngay tại chỗ Còn bố thì may mắn hơn Chỉ bị gãy tay chảy xước Bố Sau khi ra viện Bố lao đầu vào trào lái công ty Vốn dĩ bố muốn trả lại 70% cổ phần cho vợ của Xuyên Nhưng một khắc Lòng tham nổi lên Bố đã chiếm đoạt lấy nó Biến nó thành của riêng mình chỉ để cho mẹ con của Dũng một số tiền. Để họ trang trải cuộc sống. Bố đừng nói nữa. Bố cứ nghĩ mình làm mọi chuyện như vậy sẽ không ai biết. Nhưng mà trời cao có mắt con ạ. À. Bố gây nhiều tội lỗi. Bây giờ con trai của cậu ấy trở lại. Trả thù lấy lại mọi thứ. Cũng là đúng thôi con. Chuyện qua rồi. Bố đừng nghĩ nữa. Bây giờ bố chỉ cần dưỡng lại sức khỏe. Rồi cải tạo thật tốt. Để sớm ngày được đặng xá thôi nhanh lắm, còn vài năm nữa là con với bố lại được ở gần nhau rồi." Tôi an ủi bố, tuy nhiên bố vẫn không để tâm đến, chỉ một mực cầm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào. "Nguyệt, bảo Hạ Hoàng đưa con, rời khỏi thằng Dũng đi con, đừng vì bố mà gạt bỏ tương lai của mình con ạ." À. "Bố, con không sao đâu." "Bố biết thằng Dũng nó ghét nhà mình, ghét cả con, nên làm gì có chuyện nó yêu con chứ. Nó giữ con bên cạnh để hạ nhục con." Bác con phải thay bố trả giá. Còn bảo là không mà, bố, bố ngủ đi. Bố kích động không tốt đâu. Tôi ra sức khuyên bố phải cố gắng lắm. Ông mới chấp nhận ăn rồi đi ngủ. Lúc này tôi cũng mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã là 10 giờ tối. Chợt nhớ đến bữa tiệc ở nhà chồng. Tôi lắc đầu thật mạnh, mò mẫm điện thoại ở trong túi. Thế nhưng nó lại hết pin từ bao giờ rồi. Cũng chẳng biết là chồng tôi có gọi không Rồi gia đình nhà chồng tôi Có ai liên lạc hay không nữa Cất điện thoại trở về chỗ cũ Tôi mở cửa bước ra ngoài Giữa sân bệnh viện đã gần như vắng lặng Chỉ còn lại ánh điện heo hát Tôi lưỡng thững bước đi trên lối nhỏ của vườn hoa Sau đó chậm chậm ngồi xuống ghế đá ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao Đôi mắt cay cay Ngày trước tôi không tin lời của Dũng nói nên vẫn đau đáu trong lòng việc muốn lấy lại Hạ Hoàng. Nhưng bây giờ khi nghe tận tai bố thú nhận tất cả, tôi lại tranh vênh không nghĩ được cái gì. Hạ Hoàng ngay từ đầu nó thuộc về gia đình của Dũng. Bố tôi là nhân cơ hội biến nó thành của mình. Bây giờ vật về với chủ, có lẽ tôi cũng nên học cách chấp nhận sự thật ấy, buông bỏ để không phải muộn phiền nữa. Có lẽ tôi nên nghe bố nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chỉ là sao nghĩ đến việc rời khỏi anh tôi lại thấy mình lòng nặng trĩu thế này tôi ở với bố một đêm đến trưa hôm nay mới bắt xe quay trở về hà nội tuy nhiên lần này khác hẳn như mọi lần trước bởi vì trong lòng tôi mang theo rất nhiều trầm tư nặng nề thật sự chỉ muốn bảo hết tất cả vùi đầu vào trong chăn ngủ một giấc ngon lành tôi không trở về nhà mà đi thẳng đến công ty làm việc có lẽ là vì sắc mặt không được tốt lắm Nên mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng Hỏi han đủ thứ Chị Nguyệt, chị làm sao đấy? Sau này nhìn chị ủ rũ mất sức sống vậy Chị ốm à? Tôi không sao, gặp phải chút chuyện thôi Lát là ổn Chuyện gì mà khiến cho chị thành ra như thế này? Nếu mà mệt quá thì xuống phòng y tế nằm đi Đừng có cố làm Đúng rồi đấy, mệt quá thì xuống đó Hoặc là xin nghỉ về nhà Chứ em sợ chị cố làm chị gục xuống đấy Tôi biết rồi. Miệng thì nói vậy nhưng tôi cũng chẳng về mà lôi điện thoại ra sạc. Lát sau máy mở, điện thoại tôi nhảy lên rất nhiều tin nhắn và tin thông báo của gọi nhỡ, có của mẹ chồng, có của chồng tôi, có của Châu, có của Hoài. Tối hôm qua là ngày kỷ niệm cưới của mẹ chồng tôi và dượng chồng, đáng lý ra phận làm con dâu như tôi không được phép vắng mặt. Ấy vậy mà tôi không những không đến mà đến điện thoại cũng không liên lạc được cả đêm không về, chỉ cần một màn như thế này thôi cũng đủ cho mẹ chồng tôi tức điên lên rồi. Bây giờ bà mà gặp tôi thì cũng chửi cho tôi te tua ra cho mà xem. Nghĩ đến điều ấy tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu đau như có ai đánh vào vậy. Tôi ngả người ra bàn làm việc, suy nghĩ một hồi, biết mình không thể nào trốn tránh được, nên lại xin chị Linh nghỉ phép, sau đấy ra ngoài chạy xe về nhà mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi cắn môi sách giỏ hoa quả đi vào mấp máy với bà. Mẹ! Mẹ chồng tôi quay đầu nhìn quả nhiên như tôi nghĩ. Bà nguyết tôi một cái thật dài mỉa mai. Không dám tôi không nhận nổi cái từ mẹ này của cô. Mẹ con con xin lỗi mẹ về việc vắng mặt tối hôm qua. Còn hôm qua có việc đột xuất cho nên là... Thì tôi bảo rồi, tôi có dám ý kiến gì về cô đâu. Chuyện của cô còn quan trọng hơn chuyện kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng, tôi hiểu. Con xin lỗi mẹ. À, hôm qua con có mua quà cho mẹ với Dượng. Mẹ với Dượng thử xem có hợp không ạ? Con thấy bà chủ ở đó bảo rằng da mẹ trắng đeo chiếc vòng ngọc bích này rồi nổi bật lắm đấy ạ. Chưa kể nó còn hợp phong thủy với mẹ, giúp cho mẹ điều hòa được sức khỏe, giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái đấy ạ. Cô giờ cũng văn vẻ gớm nhỉ tưởng mấy cái vòng rách này là có thể qua mặt được tôi à đừng có mơ nhé con không có ý đó đâu mẹ con chỉ là có tấm lòng nhỏ tặng hai người tôi biết mẹ chồng không vui mà bị mẹ chồng chửi thế này tôi cũng không vui nổi nhưng mà phận làm con nên đành nhịn xuống coi như là để bà phát tiết vậy nhưng tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại tức đến nỗi cầm lấy hộp vòng của tôi ném ra ngoài cửa nghiến răng quát to hơn mang mấy cái đồ bẩn thỉu này của cô về tôi đây không cần Tôi nói cho cô biết, thằng Dũng nhà tôi nó ngu mới dây vào cô, chứ lại như cô không bao giờ, mãi mãi không xứng được với nó đâu nhé. Hôm qua tôi đã nghe lời nó bỏ qua hết, gọi điện cho cô bảo cô tối về, nhưng cô lại phớt lờ không thèm coi chẳng mất tích luôn một đêm, không thèm báo với ai để cả nhà phải đợi. Mẹ, con hôm qua có việc bận thật nên là con mới không về được. Từ nay về sau, việc của cái nhà này chỉ cần cái hoài và thằng Dũng loại người như cô đừng có đến đây làm tôi ngứa mắt thêm con mẹ chồng tôi lần này tức giận thật sự bà chửi tôi không thường tiếc chửi lớn đến nỗi người làm cũng rán. không dám bước ra không dám to nhỏ bàn tán đúng lúc không biết nên làm thế nào thì đột nhiên lúc này dũng lại từ bên ngoài bước đến anh nhìn hộp vòng mẹ chồng tôi đáp xuống dưới đất vẻ mặt trầm lặng đôi lông mày nhíu chặt mất vài giây lưỡng lự cũng cúi người xuống nhặt lên hướng đến mẹ chồng tôi hỏi nhà có chuyện gì mà mẹ ầm ĩ đến nỗi ném hết đồ đạc như thế này anh còn hỏi tôi không phải là cô vợ quý hóa của anh làm tôi tức điên lên à nguyệt làm gì mẹ sao làm gì nó chỉ còn thiếu nước ngồi lên đầu tôi ngồi thôi không nó ngồi lên cái bàn thờ cái nhà này ấy ngồi chỉ đạo cho tất cả phải nghe theo nó mẹ mẹ hơi nặng lời với vợ của con rồi đấy có chuyện gì mẹ nói nhẹ nhàng với cối không được à? Nhà đâu phải chỉ có mình mẹ, còn đầy người làm kia kìa. Anh lúc nào cũng bênh nó, tôi nuôi anh đúng tốn công tốn sức, để giờ anh đi bênh kẻ khác máu tanh lòng, cãi lại mẹ anh chèm chèm. Mẹ bây giờ giống mấy cái bà mẹ chồng tranh chua trên tivi rồi đấy. Anh, con đưa cối về trước có chuyện gì để hôm sau nói đi. Trước những lời căn nhằn của mẹ mình, chồng tôi bỏ ngoài tai hết, hướng đến tôi nói. Chào mẹ đi rồi về, Tôi luống cuống cũng hiểu là anh giải vây cho mình nên gật đầu, chào mẹ chồng một cái rồi theo Dũng đi ra ngoài chạy xe về nhà. Lúc về đến nơi, Dũng đã ngồi yên vị trên ghế của phòng khách. Tôi biết bây giờ anh cũng cần một câu giải thích cho việc tối ngày hôm qua nên liền đi lại nói, "Cảm ơn anh." "Ừ." Dũng gật đầu tuy chỉ ở ừ một tiếng nhưng đôi mắt lúc này đều tập trung lên người của tôi chờ đợi. Tôi biết anh cũng đang cần câu trả lời nên siết chặt ngón tay qua một lúc mới nói hôm qua tôi sang ninh bình với bố tôi bình thường em hay đi vào cuối tuần sao tối qua lại sang có chuyện gì ừ bố tôi ẩu đả với người khác bị gãy xương thêm nữa đường huyết lên cao phải cấp cứu gấp ừ thế ông ấy đỡ chưa đỡ rồi ừ dũng hận bố của tôi tôi biết nên cũng chẳng trách thái độ của anh trước kia vì chưa được nghe từ bố một lời giải thích thường tận nên tôi không dám nhắc đến ân oán với anh nhưng mà bây giờ khi biết tất cả tôi muốn thay bố nói một lời xin lỗi với dũng và khẳng định với anh rằng bố tôi không làm thế nghĩ đến điều ấy tôi càng khẩn trương hơn trần trừ rất lâu mới lên tiếng tôi còn chuyện này nữa muốn nói em nói đi hôm qua bố tôi đã kể với tôi về tất cả mọi chuyện rồi Chuyện bố tôi cướp trắng hạ hoàng là thật Tôi không có gì để bênh ông ấy cả Nhưng mà chuyện anh bảo bố tôi hại chết bố anh Bố tôi không làm Không làm, em tin lời bố em Tôi tin Bố tôi nói đêm hôm ấy Hai người đó uống rượu say Bố anh cầm lái nên đi đâm phải giải phân cách ở sườn núi Bố anh không máy mất tại chỗ Còn bố tôi trời phù hộ nên chỉ bị gãy xương Bố em đúng là giỏi thật đấy Diễn một màn mùi mẫn qua mặt con gái Để biến mình thành kẻ vô tội Ông ấy không thấy bản thân quá gây tở mà Anh đi tắm đi Tôi đi nấu cơm Nhưng mà tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện Thấy Dũng có ý định Không muốn nhắc đến chuyện của bố Tôi nóng ruột Vội chạy đến trước mặt của anh Nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn Về chuyện của bố tôi Tôi muốn anh giúp bố tôi có một công việc nhẹ nhàng hơn ông ấy già yếu rồi nếu cứ đi vác đá xẻ đá như vậy chẳng mấy càng giảm sức khỏe em đang ra điều kiện với tôi chúng ta là vợ chồng tôi muốn trao đổi với anh anh giúp tôi tôi đáp ứng anh tôi không cần tiền tôi chỉ cần anh giúp tôi về chuyện của bố ông ấy liệu có biết những thứ ông ấy có bây giờ đều đánh đổi từ con gái ông ấy mà ra không tôi rốt cuộc anh có đồng ý hay không để nói sau tôi không phải là ông trời nên em đừng nghĩ cái gì tôi cũng có thể làm được Anh chắc chắn làm được Tôi có thể coi như đây là một lời khen Nói xong Dũng lướt qua tôi đi vào bếp Bữa cơm hôm đó tôi không biết anh như thế nào Nhưng mà tôi thật sự không hề thấy ngon miệng Nuốt cái gì cũng chẳng trôi được Đáng ngát Ăn xong anh đi vào thư phòng làm việc Còn tôi ủ rũ ngồi trên giường Mắt nhìn ra bên ngoài đầy mệt mỏi Một lát tôi lấy máy nhắn cho Châu hỏi cô ấy Hôm nọ ai đưa cậu về Rất nhanh Châu trả lời Ông chủ quán ba Cái anh chào mà đợt ấy đến làm quen với cậu đó Anh ta có làm gì cậu không Làm gì là làm gì Không mình hỏi vậy thôi không có gì Lại có chuyện sao Nói mình nghe xem Ừ có chút chuyện Gặp nhau không Không có tâm trạng nữa Bây giờ cái gì cũng dối như tơ vò Nếu kể ra được thì kể đi Kể ra sẽ nhẹ lòng hơn ngài châu nói vậy tôi cũng chẳng cố gồng mình làm gì kể hết cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện từ việc bố tôi bị ẩu đả đến việc mẹ chồng đến chồng tôi cô ấy yên lặng lắng nghe sau đó rồi nói vậy bây giờ cậu định như thế nào không biết sao lại không biết cậu phải có một dự định cho tương lai của mình chứ chẳng nhẽ cứ chịu đựng như vậy à Nguyệt cậu đừng bất cần đợi như thế mình không biết thật mà ngày trước mình luôn ghét anh ta chỉ muốn ly hôn muốn anh ta buông tha cho mình nhưng mà bây giờ mình lại lại làm sao cứ nghĩ đến chuyện rời xa lại cảm thấy bản thân có chút không đành không đành nguyệt cậu thích chồng cậu rồi à đúng không thích cái gì bọn mình làm sao có thể thích nhau được vậy giờ nghe mình hỏi đây phải trả lời thật biết chưa ừ khi nghĩ đến việc anh ta đi với thư ký cậu như thế nào có bực bội không có, có thấy trống rỗng trong lòng không? Một chút. Nghĩ đến chuyện ly hôn, cậu cũng không nỡ. Ừ. Thế thì đúng rồi, cậu thật sự thích anh ta rồi. Vì thích nên bây giờ cậu mới phân vân lưỡng lự. Nói luyên thuyền. Đọc mấy câu ấy của Châu, tôi phản bác luôn. Sau đó ném điện thoại xuống giường, chùm chăn và muốn đi ngủ. Chỉ là tôi lại không thể ngờ được rằng mấy lời tôi cho là vớ vẩn kia lại thật sự ảnh hưởng đến tôi thích sao thích dũng tôi thích anh làm sao có thể cơ chứ bạn tôi đến với nhau ràng buộc nhau cũng chỉ vì hận thù trao đổi suốt thời gian ấy anh với tôi lúc nào cũng gây gổ lúc nào cũng dành cho nhau những lời miệt thị đến đau lòng anh hận nhà tôi tôi hận anh hận nhau đến chán ghét nhìn mặt nhau mà sao lại thích đích thị là châu nói sai rồi sai thật rồi tự nhủ lòng mình như thế tôi quyết định gạt phát hết mọi suy tư ra khỏi đầu, nhắm mắt đi ngủ. Có điều đến nửa đêm, cả người lại thấy nóng bừng bừng, cổ họng đau rát, mí mắt nặng trĩu, muốn mở ra nhưng lại không tài nào mở nổi. Tôi biết mình sốt rồi, sốt cao dẫn đến mê man là đẳng khác. Bây giờ tôi phải tỉnh, phải tỉnh để lấy thuốc uống, như vậy thì mới đỡ được. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Cơn đau ngày một hành hạ, khi tôi không biết mình phải làm như thế nào thì bất chợt trên trán có một bàn tay mát lạnh đặt lên. Sau đó là giọng nói có phần hơi gấp. "Em sốt rồi, để tôi lấy thuốc cho em uống." Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Dũng như thế nào, chỉ biết anh chăm sóc tôi cả đêm, lúc thì lấy thuốc, lúc thì thay khăn lạnh, lúc thì lấy nước cho tôi. Cứ như vậy cả một đêm kéo dài đều không bỏ mặc. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược gió ngược cả yêu thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.